Dạ, lời nói đầu tiên cho con xin phép dạ con chào thầy và toàn thể quý vị Phật tử đang có mặt tại chùa Đại Tòng Lâm ngày hôm nay ạ. Dạ, đầu tiên thì em muốn cảm ơn chị Kim Thoa đã kết nối em. Đây có lẽ là lần đầu tiên mà con được về chùa Đại Tòng Lâm và con rất là vui khi mà được hát cho rất là đông đảo quý Phật tử ở đây. Đó là một điều hạnh phúc đối với con. Và một ca khúc đầu tiên con sẽ gửi đến tất cả mọi người, một bài hát sáng tác của nhạc sĩ Hàng Châu, bài hát được mang tên Lạy Phật Quan Âm ạ. Xin cho chú anh chị cùng lắng nghe.
cô chú anh chị rất nhiều vì đã ủng hộ con trong suốt ca khúc vừa rồi. Dạ, thì trước khi tạm biệt các cô chú anh chị thì con xin chúc tất cả quý Phật tử có một ngày lễ Phật đản thật là an nhiên và an lạc ạ. Xin các cô chú anh chị cảm ơn. Dạ, tại cái này hồi nào giờ con không có làm cho nên là con không có biết. Dạ, thầy chỉ con. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Cảm ơn thầy.